Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay là bác sẽ làm cái món mắm nhồi thịt. Thịt thì bác chọn cái thịt nạc vái ấy. Cái nạc vái cả nạc cả mờ nó thấy nó mới ngon. Bỏ vào cái máy rồi này, có vào tỏi này, thế là mì chính, hạt nêm, rồi là bột canh và ớt tiêu nhé. Và cái lộc này là lộc rau mùi và lộc quế nhé. Lộc quế rất là thơm. Bây giờ chúng ta sẽ xáy thịt cả nhà nhé. Thịt này ta xáy nhỏ cả nhà nhé, xáy nhỏ đều. Đầu thì nó to thì mình phải ấn chạy từ từ, ngay khi nào nó nhuyễn rồi nó chúng ta ấn chạy nhanh. Nó bỏ ra vị từ đâu luôn là nó sẽ vào để cháy nó sẽ đều. Sau kiểm tra như thế này chúng ta sẽ cho nó nhuyễn một tí nữa. Vì sau khi chúng ta bỏ vào cái nồi có nước đó là nó sẽ không khô nữa. Bây giờ ok rồi, ta cho nó ở cái tô dễ cả nhá nhá. Đây, giờ là ok rồi. Đây, như thế nó là nhuyễn nhé cả nhá nhá. Rất là thơm luôn. Bỏ hành với hành tím với tỏi. Với cái lộc là có lộc quế. Lộc quế nó rất là thơm. Đấy. Chúng ta bỏ trâu nhồi và nhồi vào mắm này nó ăn rất là tuyệt vời luôn. Đấy là một mắm cả nhà. Thịt mắm thì chúng ta sẽ khoét đi cả nhà nhé. Chúng ta khoét đi cái những cái ngắm ở trong này này. Đấy, những cái mắm ngắm này là chúng ta sẽ khoét ra để chúng ta nhồi thịt vào đây. Chứ chúng ta đừng có đấm thẳng lên kia. Đấy, như thế là ok rồi. Mắm đã luộc cả đây cả nhà nhé. Đấy. Cái này cũng đã làm rồi. Có con dao nhỏ thì nó nhanh hơn. Chúng ta cho sâu xuống dưới này, khi chúng ta nhồi thịt cho vào tận trong cùng trong này thì nó cái tắm cặm ngang cái mắm nó kia nó ngon hơn. Chúng ta phải lấy măng lửa cả nhá, măng lửa nó mới ngon. Bây giờ là chúng ta bây giờ là nhồi cái thịt này vào cả nhà nhá. Ta sẽ cho xuống dưới cùng luôn. Khi ta chín rồi chúng ta sẽ ăn cái mắm nó đều, từ đây xuống dưới là đều có cái thịt và gia vị đều ngậm hết. Bây giờ là cái cuối cùng nữa, nhưng mà vẫn thưa cái nhấn ở nhà nhé, là bác sẽ lấy cái nhấn thịt xáy này là sẽ cuộn lá lốt xong là rạn lên. Như thế ăn cũng rất là ngon. Hai một kiểu hấp và một kiểu
giảm thì trên thì nó khác nhau, vì nó khác nhau ở nhà nhá. Đấy, cái này sẽ nó sẽ được nhiều hơn. Đấy, cái kia bây giờ là chúng ta sẽ bỏ cuộn lốt. Cái này chúng ta chiên lên, giảm lên. Ok. Đấy. Đơn giản thôi, cái này thì mình muốn ăn thương ngay. Thì tất nhiên có nhiều người nấu ăn thì họ sẽ rất là xanh về vấn đề làm cái này, nhưng mà có nhiều người cũng chưa khi nào vào bếp thì có thể là họ xem được, có thể họ cũng sẽ làm được, thì nó rất là dễ dàng. Đấy, chốc nữa chúng ta sẽ có một phá chế đều một gia vị, nhưng mà hai cái vị khác nhau luôn, chiến rán nó khác mà hấp nó khác. Giờ bật chiến rồi nha. Đưa lại cái bụng đi ăn luôn. Đây này thì ok rồi. Rồi tập hết. Rồi. Để cho cái này ra này nha. Rồi tập đi. Hấp hấp hấp. À, như vậy là món măng rô thịt đã chín cả nhà nhé, mời cả nhà thử thưởng thức nhé. Vừa giá vị luôn, đậm vị. Ăn xong có cái nước ở trong nó tán ra rất là ngọt. Còn đây là thịt mà bác cuộn lá lột cả nhà, chiên lên này. Rất tuyệt vời luôn, đầm vị. Đấy là cái món măng nhồi thịt của bác cả nhà nhé. Và thưa một ít thì bác cuộn làm thì chả lá lốt. Đấy, một cái món ăn riêng thì bác sẽ review cho cả nhà cùng xem chiếm ngưỡng. Đấy. Một cái món ăn của bác thì không phải là theo một công thức nào cả, nhưng bác chỉ tự làm nấu ăn hàng ngày thôi. Đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo đoàn video vừa rồi bác nhé. Rất mong quý vị và các bạn là có những lời nhận xét để dưới phần comment cho bác. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.